Lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào tới các thầy cũng như là các anh chị đang xem cái video thuyết trình của em ngày hôm nay. Thì hôm nay em xin phép được giới thiệu về cái thư viện DAS ở trong Python. Thì trước khi vào trong cái phần giới thiệu này thì chúng ta hãy cùng xem cái ứng dụng DAS ở trong thực tế như thế nào. Thì ở đây em có cả một cái link vào thì nó sẽ hiển thị ra một cái trang web, và ở phần trên này là có những cái dòng code, và sau đó là nó sẽ hiển thị ra một cái giao diện là cái biểu đồ như thế này. Người dùng cũng có thể là tương tác với cái biểu đồ thông qua cái thanh drop down ở này, và khi mà thay đổi một cái giá trị thì cái biểu đồ này nó cũng thay đổi theo. Thì để khi mà mọi người nhìn thấy ở trên này thì cần rất là ít dòng code mà chúng ta đã tạo ra được một cái đồ thị như thế này, cũng khá là chuyên nghiệp. Thì quay lại cái phần slide của chúng ta thì em xin phép được giới thiệu DAS. Thì DAS nó là một cái framework mã nguồn mở, nó cho phép người dùng tạo ra cái data app một cách rất là dễ dàng. Đấy, thì DAS nó có một cái lượng download khá là lớn, và khoảng từ năm 2017 đến bây giờ thì cái lượng này nó tăng liên tục, và đến bây giờ là khoảng 800.000 một lượt trên một tháng. Ngoài ra thì ứng dụng mà ngoài ra thì DAS nó cho phép người dùng tạo ra những cái data app, và người dùng cũng có thể tương tác với cái data đó và giúp trực quan hóa dữ liệu. Thì DAS nó giúp cho người dùng xây dựng một cái web phức tạp một cách rất là dễ dàng. Người dùng không cần phải tốn công xây dựng một cái web, mà cái DAS này nó đã cung cấp một cái framework low code giúp cho người dùng chỉ cần tập trung vào cái phần data thôi. Đấy. Đến với cái phần lịch sử của DAS thì DAS ban đầu của nó được thiết kế và làm việc chặt chẽ với cái thư viện Balotelli để tạo ra những cái ứng dụng web tương tác với người dùng vào khoảng năm 2017. Thì đến tháng 7 năm 2017 thì cái version đầu tiên là 0.16.0 là cái phiên bản mới nhất đầu tiên được phát hành. Và lúc đó thì DAS nó đã có khả năng tạo ra những cái ứng dụng web tương tác mà không cần phải kiến thức về web development, ví dụ như là HTML hay là CSS. Đấy, khoảng từ năm 2017 đến năm 2024 thì DAS nó đã liên tục phát triển và được cải tiến nhiều hơn. Và đến hiện tại thì cái version mới nhất của nó là 2.16.1 được phát hành vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, với cấu trúc và tổ chức rất là linh hoạt cho phép người dùng xây dựng những cái ứng dụng và dữ liệu một cách rất là dễ dàng. Đấy. Thì đến với cái cấu trúc tổ chức của DAS thì DAS nó được chia làm hai phần, đó chính là cái phần layout và cái phần callback. Thì cái phần layout là giúp cho người dùng tạo ra một cái giao diện của trang web. Đấy, thì cái phần callback này thì nó sẽ giúp liên kết những cái thành phần đấy thông qua cái sự kiện callback này. Thì cái phần layout này nó lại được chia làm hai phần, đó chính là DAS Core Component và cái phần HTML. HTML là giúp cho người dùng có thể bố trí cái trang web. Còn cái phần DAS Component này, ví dụ như là có những cái như là drop down, multi selection drop down, ví dụ như em vừa show cho mọi người vừa nãy. Đấy, thì khi mà mọi người muốn ấn vào cái nút này thì nó sẽ hiện thị ra một cái giá trị khác, ấn vào cái combo này thì nó sẽ hiển thị ra một cái biểu đồ khác, thì nó chính là cái phần callback. Thì cái phần callback này thì em sẽ nói ở slide tiếp theo. Thì đến cái tính năng chính của cái thư viện DAS này ấy, nó giúp cho người dùng ứng dụng được cái ứng dụng trực quan hóa dữ liệu này, tính linh hoạt và dễ sử dụng, ví dụ như là cho phép liên kết giao diện với mã lập trình hay là cung cấp công cụ sắp xếp giao diện dễ dàng. Ngoài ra thì nó giúp cho xây dựng cái ứng dụng web tương tác bằng Python mà người dùng không cần phải quá là chuyên nghiệp về cái phần HTML hay là CSS. Ngoài ra thì nó giúp cho sử dụng những cái cú pháp đơn giản và trực quan. Thì DAS nó cũng có tích hợp code với những cái thư viện khác tạo lên những cái trang web chuyên nghiệp hơn. Đấy. Ngoài ra thì nó còn cập nhật giao diện người dùng một cách động, ví dụ như là người dùng có thể tương tác với cái dữ liệu đấy. Nó cũng có hỗ trợ cho các cái ứng dụng phức tạp. Ngoài ra thì DAS hỗ trợ đa nền tảng, ví dụ như là Windows, Mac OS hay là Linux. Tiếp theo thì chúng ta hãy đến với cái phần là các hàm và phương pháp của DAS. Thì để cho mọi người dễ hiểu hơn thì ở đây em có viết ra một số cái dòng code trên này. Đấy, và em đã chạy thử cái dòng code này mà có giao diện như sau, như thế này. Đấy, thì để mọi người dễ hiểu hơn thì em xin phép được giải thích. Đầu tiên là cái
hàm dash.dash này, nó là một cái hàm tạo một cái ứng dụng dash đấy. Thì trước khi mà để làm đấy thì chúng ta cần phải import cái thư viện dash này vào, thì import dash này html để tạo ra cái giao diện đấy, dcc là dash core component, cũng như là input output cái phần dữ liệu. Thì cái dòng code này có nghĩa là tạo ra một cái ứng dụng dash mới có tên và nó gán cho cái biến là biến app đấy. Tiếp theo hãy đến với cái phần app layout này, nó là một cái thuộc tính để mà định nghĩa cái giao diện của người dùng. Ví dụ như là nó sẽ hiển thị trên cái trang web của mình như thế nào. Ở đây thì em có dùng cái chản div ở trong HTML này, nó tạo ra một cái khối và trong đó thì có cái children này, nó là một cái thuộc tính, là một cái phần con của chản div này. Thì trong đấy em cũng có tạo một cái tiêu đề H1 và tên là đồ thị. Đấy, ở đây nó cũng có hiển thị ở trên này. Sau đấy thì chúng ta đến với một cái phần đó chính là một cái hàm là dcc.grab, nó thuộc vào cái thành phần dash core component. Đấy, thì dash core component thì khi mà mình khởi tạo ấy, mình sẽ cần gắn cho nó một cái ID, nó có tên là biểu đồ. Cái này là cái thành phần chính giúp cho người ta có thể xác định được cái biểu đồ này, và nó cũng là cái phần bắt buộc. Tiếp theo đến cái phần finger này, nó đại diện cho cái phần dữ liệu, là cái đây là cái data và cái tên của cái biểu đồ đấy, ở đây là dash data visualization. Đến cái hàm tiếp theo đó chính là cái phần drop down, nó cũng là dash core component, nó giúp tạo ra cái thanh, ví dụ như em vừa show vừa nãy là cái thanh chúng ta có thể tương tác cái dữ liệu đấy, thì cái thanh này nó cũng cần một cái ID để mà xác định. Tiếp đến là những cái option, nhãn thứ nhất có tên là nó có nhãn là option 1 và có giá trị là option 1. Đấy, em cũng tạo ra cái hai cái nhãn như thế này, và cái value option 1 này ấy, nó là một cái giá trị mặc định khi mà mình khởi tạo cái ứng dụng này ra. Ví dụ như này em nó tạo ra một cái thanh drop down dưới này có tên option 1 và option 2. Tiếp theo là đến phần là dcc.input, nó tạo ra được một cái thanh text và mọi người cũng có thể nhập vào đấy. Và cái value 7 này là cái giá trị mặc định khi mà người dùng khởi tạo cái web này lên. Đó, thì tiếp theo chúng ta đến với cái phần hàm app run server. Thì cái hàm này là nó là một cái phương thức được dùng để mà khởi chạy cái máy chủ để chạy cái ứng dụng Dash của chúng ta. Đó, mà đây là em chạy ở trong cái file này nên là sẽ tên là main. Khi mà mọi người muốn chạy cái file khác thì nó sẽ là tên của cái file đấy. App run server là lệnh mà khởi chạy cái máy chủ để bước mừng chu, là nó giúp cho người dùng có thể phát hiện được lỗi một cách rất là dễ dàng. Đó. Trong cái phần tiếp theo là cái phần app callback, nó là định nghĩa một cái app để mà xử lý những cái dữ kiện và cập nhật giao diện người dùng. Đấy. Thì ở đây thì em có ví dụ là khi mà mình nhập một cái giá trị khác, là cái value này một cái giá trị nào đấy, thì nó sẽ ở trong cái thanh drop down này thì cái biểu đồ này nó cũng truy cập đến cái giá trị tương ứng, và cái hàm ở dưới này ấy, nó là cái hàm để mà mình cập nhật cái biểu đồ mới khi mà mình thay đổi cái dữ liệu đấy. Đấy, đó chính là một số cái phần cơ bản ở trong Dask. Hàm cơ bản trong Dask thì đến với cái phần ưu nhược điểm của Dask thì phần ưu nhược điểm này thì em cũng sẽ nói qua. Cái phần ưu điểm thì nó giúp dễ sử dụng, tích hợp tốt này, giao diện người dùng linh hoạt, cộng đồng lớn, ngoài ra có nó còn hỗ trợ đa nền tảng. Thì tiếp theo là cái phần nhược điểm của Dask thì cái hiệu suất của Dask nó vẫn còn hạn chế. Ngoài ra thì nó còn hạn chế so với những cái framework khác như là Flask hay là Ninjago. Cái khả năng mở rộng của nó vẫn còn khá là kém. Còn khi đối với người mới sử dụng ấy thì cái khả năng học của người ta cũng rất là khó khăn. Đó chính là cái nhược điểm của Dask. Còn cái ứng dụng thực tiễn của Dask thì Dask được sử dụng rộng rãi trong cái việc xây dựng các cái ứng dụng trực quan hóa dữ liệu hay dashboard và các cái ứng dụng web tương tác trong cái lĩnh vực khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu. Đấy. Về cộng đồng hỗ trợ của thư viện Dask này thì nó có cái cộng đồng sử dụng khá là lớn, với sự đóng góp của hàng nghìn lập trình viên ở trong Python thì nó giúp tạo ra một cái hộp công cụ mạnh mẽ và sáng tạo. Còn cái triển vọng
và tương lai của DAS này ấy, nó đã và đang mở rộng những cái tính năng và linh hoạt, tích hợp thêm nhiều các cái công nghệ mới như là machine learning. Đấy, ngoài ra thì nó hỗ trợ thêm nhiều hỗ trợ đa nền tảng nhiều hơn, ví dụ như là thiết bị di động. Cuối cùng thì em xin lời rất cảm ơn thầy cũng như là các anh chị đã xem cái phần trình bày của em. Thì sau cái phần trình bày này thì em sẽ mong được nhận những cái lời nhận xét và góp ý của mọi người cho cái phần thuyết trình này của em. Em xin cảm ơn.